Trái ngược với không khí cách đây một tuần, Sapa những ngày này vắng bóng du khách, dịch bệnh đã khiến cuộc sống của người dân ở đây đảo lộn. Người dân cùng chính quyền địa phương đang nỗ lực dập dịch, truy vết nguồn gốc F1, F2, cũng như là phun tiêu độc khử trùng và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Các nhà hàng, khách sạn đóng cửa, các tuyến phố, địa điểm du lịch vắng bóng người qua lại. Một số chủ nhà hàng chấp nhận dừng kinh doanh để tham gia chống dịch. Tôi đặt cái vấn đề là phòng chống dịch lên hàng đầu. Vì vậy là ngay sau khi biết thông tin có F0 tại địa bàn thị xã Sapa thì tôi đã yêu cầu xử lý dọn dẹp nhà hàng cũng như là phun khử khuẩn trong nhà hàng cũng như là đóng cửa nhà hàng tạm thời. Tại khu vực chợ trung tâm thị xã Sapa, nơi tập trung đông người nhất, công tác phòng chống dịch đang được thực hiện tốt. Dù lo lắng nhưng những người dân vẫn đi chợ và áp dụng nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch. Không đi bán thì không có thu nhập, mà đi bán thì cũng không bán được, mà đi bán thì không khéo này mình lại lây bệnh, lại đem về lây cả gia đình. Đấy cũng là nỗi lo như thế. Toàn bộ khu vực trung tâm thị xã Sapa, nhất là ở những địa điểm có ca nhiễm F0 dừng chân, đều đã được phun tiêu độc khử trùng. Địa phương đang siết chặt quản lý khu cách ly tập trung mới được trưng dụng, đặc biệt là tại khách sạn Pao và khu nhà San Hô 1. Sapa cũng đã thiết lập 3 chốt kiểm soát người và phương tiện ở các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ dẫn vào thị xã, đồng thời khẩn trương truy vết thần tốc những trường hợp F1, F2 để thực hiện cách ly. Tôi đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như được các cơ quan tuyên truyền cũng thông báo tới người dân, và cái việc người dân tự báo, tự nguyện khai báo cũng như cái việc mà chính quyền đang thực hiện các cái truy vết theo các cái nghiệp vụ, và đặc biệt là đối với các lực lượng cơ quan chức năng như công an hay là các xã phường đã nghiêm túc thực hiện. Thị xã Sapa cũng đang lên phương án chuẩn bị về vật tư, nhân lực, khu cách ly để đảm bảo sự chủ động trong trường hợp xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn.